Tử vi xem chỉ tay rất hoan hỉ chào đón các bạn đang theo dõi chương trình kiến thức tử vi về khoa học của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, từ xa xưa đến nay thì mọi người ai ai cũng hy vọng rằng mình sẽ có cuộc sống giàu sang phú quý cả đời. Và nếu như bạn muốn biết mình có cuộc sống giàu sang hay nghèo hèn thì trước hết hãy nhìn vào bàn tay của chính mình. Bởi khi nhìn vào bàn tay thì chúng ta cũng có thể đánh giá được bạn có phải là người dễ dàng thăng quan tiến chức hay không, và con đường dẫn đến thành công có rộng mở hay không. Bởi vì vận mệnh trong nhân tướng học thì nó có quan hệ mật thiết chặt chẽ với nhau. Còn đối với Phật giáo thì luôn luôn chú ý đến định luật nhân quả. Với cái gọi là sự giàu có ở hiện tại, nó là sự tích lũy từ quá khứ. Và cũng không có nghĩa là chúng ta chỉ cần nỗ lực hết mình sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Và theo quan niệm trong phong thủy học ngày nay, và chúng ta phân tích từ góc độ bàn tay, có những đặc điểm ở trên bàn tay, nó sẽ thể hiện bạn là người có số phận định sẵn, được sống trong cuộc sống ngọc ngà nhung lụa hay cuộc sống vất vả nghèo hèn. Và sau đây xin mời các quý vị và các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây về nhân tướng học xem chỉ tay mà chúng tôi sẽ chia sẻ trong bài viết dưới đây. Về xem đường chỉ tay trí tuệ để nhận biết được người thông minh hay người tài giỏi. Về xem đường chỉ tay trí tuệ thì người ta có thể đoán định được trước một người có trí thông minh sáng dạ hay không. Vậy với những đường trí tuệ ở dưới đây có hình dạng như thế nào, nó thể hiện người thông minh và có trí tuệ. Với đường trí tuệ, nó đại diện cho khả năng tư duy của một người. Có những người thì có đường trí tuệ chỉ rõ là chủ nhân của nó sẽ là một người thông minh, có tiền đồ, có sự nghiệp. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là với người có đầu óc thông tuệ thì khi xem về đường chỉ tay trí tuệ ở trong lòng bàn tay của người này, thì với người có đường chỉ tay trí tuệ dài đến ngón út thì thường là người rất giỏi về tư duy. Họ là người có lối sống suy nghĩ rõ ràng, có đầu óc tỉnh táo và có phản ứng nhanh, mạnh về năng lực tư duy thì rất logic, học một hiểu 10. Người này thường là biểu hiện xuất sắc trong các bộ môn khoa học tự nhiên. Họ luôn luôn có những suy nghĩ thấu đáo, suy xét được đến những khía cạnh mà người thường không bao giờ nghĩ tới. Với một nhược điểm của người có đường chỉ tay này là rất lười nhác khi học tập, thì thường dựa vào trí thông minh của mình để phỏng đoán. Bởi lười học thì những môn liên quan đến viết luận hoặc là thuộc lòng, họ thường mượn nhóm người thông minh nhưng không có nhiều nỗ lực trong cuộc sống. Thứ hai là một người xử sự khéo léo. Trong nhân tướng học cho rằng với người có đường trí tuệ mà kéo dài đến ngón vô danh thì thường là người khá thông minh và tài hoa, có năng lực xử lý công việc tốt. Người này thì thường là người có cách hành xử khéo léo, linh hoạt, biết cách làm vui lòng người khác, biết tiến biết lùi đúng lúc. Thông thường thì vận mệnh còn tốt hơn là người có đường trí tuệ dài. Ở trong xã hội hiện đại thì người ta thường là không nhớ đến bạn vì bạn là người thông minh, tài giỏi, mà vì cách hành xử của bạn khiến cho người ta luôn gây một ấn tượng rất sâu sắc. Về thứ ba là người thật thà và thận trọng. Về trong xem đường chỉ tay trí tuệ, với người nào mà có đường chỉ tay trí tuệ ngắn thì thường là người có khả năng mô phỏng kém, hơn nữa là phản ứng cũng chậm, chỉ thích hợp là nghe theo lệnh của người khác, không thích hợp làm những công việc cần phải ra mưu đồ hoặc là tham mưu sách lược. Với người như vậy thì là người thường không có trí thông minh nhưng với nhược điểm nổi trội là rất siêng năng cần cù, biết mình không bằng những người khác thì luôn luôn cố gắng. Về thứ tư là đối với người tài giỏi nhưng lại cô độc thì có đường chỉ tay trí tuệ như thế nào? Với người có đường chỉ tay trí tuệ dài thẳng cắt qua ngang lòng bàn tay là người có khả năng xử lý những công việc phức tạp. Họ thường là người đưa ra những quyết sách hoặc là làm lãnh đạo rất tốt, bởi vì là họ có năng lực hay đạt được những kết quả cao trong công việc, công tác nên họ thường được lãnh đạo ưu ái, thăng chức rất nhanh. Nhưng về mặt không tốt của việc này là họ thường bị đồng nghiệp xa lánh hay là hay bị đố kỵ.
Người này thường đặt cho mình một mục tiêu, sau đó dần dần từng bước đến thành công. Họ là người có năng lực cũng có trí tuệ thực hiện ước mơ của mình. Hơn nữa, cũng là người rất có dã tâm. Điểm yếu của những người này là họ thường quá kiêu ngạo, không nghe theo lời khuyên của người khác, lúc nào cũng một mình một ý, thường hay làm theo ý mình. Về thứ năm là đối với chỉ tay với người có năng khiếu. Với người có đường chỉ tay trí tuệ dài quá lòng bàn tay, tuy là người thông minh tài trí hơn người, nhưng phải lại xử sự không khéo léo, thiếu tinh thần tập thể. Người này thường quá chú tâm vào sự nghiệp của mình mà thiếu để ý đến chuyện giao tiếp. Chính vì thế mà các mối quan hệ xã hội thường không được tốt. Người có đường chỉ tay như thế này chỉ thích hợp nhất là làm các công việc độc lập mà nó liên quan đến học thuật hoặc nghiên cứu, bởi họ sẽ dễ đạt được thành công ở trong những lĩnh vực như thế này. Về thứ sáu là đường chỉ tay với người giỏi suy luận. Với người có hai đường chỉ tay trí tuệ là người có năng lực về trí tuệ toàn diện, là người có thể vừa làm được những công việc to, việc lớn, lại vừa có thể làm những việc cần phải thận trọng và rất tỉ mỉ. Đối diện với những tình huống phát sinh thì họ cũng có thể suy nghĩ ở hai góc độ hoàn toàn khác nhau. Họ thuộc tiếp người có khả năng phát triển toàn diện. Chính vì thế, nếu mà làm trong những công việc đặc thù như là cảnh sát, thám tử hoặc cần phải người tư duy tỉ mỉ thì vừa cần phân tích toàn diện, họ như cá gặp nước. Đây là những người này rất phù hợp với những công việc trên. Về thứ bảy là đối với người cuồng về công việc có đường chỉ trí đạo như thế nào. Khi xem tướng đường chỉ tay trí tuệ thì người ta nhận thấy với người có hai đường trí tuệ mà chạy song song mà đường sự nghiệp thì cũng tốt, thì thường là người có cuộc sống không bình ổn. Với nhiều người đàn ông có hai đường trí tuệ đều là những người thuộc nhân vật tài giỏi có tiếng, song lại có cuộc sống hôn nhân rất trắc trở, bởi là người có tài hoa thiên phú. Họ thường trở thành những người hiếu thắng, xem trọng sự nghiệp, là một người rất cuồng trong công việc. Về thông thường mà phụ nữ lấy chồng thì thường muốn tìm người đàn ông dịu dàng, có thể chăm sóc mình, chứ không phải là lấy một người suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc, coi việc gia đình chỉ như khách sạn và nghỉ ngơi. Vì vậy, với người này thường là có sự nghiệp rất thành công, nhưng trong chuyện hôn nhân lại không viên mãn, xa cách vợ con. Đây là một tướng người cô độc, thường có tính cách thích sống một mình. Về thứ 8 là với tướng tay của người văn võ song toàn. Với một người mà có đường trí tuệ mà có rẽ nhánh ở điểm cuối thì thường là người có vốn kiến thức rộng, có thể rất thích ứng với những hoàn cảnh phức tạp. Họ thường là người có trí tuệ. Nếu như sinh vào thời cổ đại thì họ thường đỗ đạt trạng nguyên hoặc làm quan lớn. Đây là một tướng người văn võ song toàn. Người này hành xử thông minh khéo léo, tỷ lệ thành công vô cùng cao. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay. Với một người có vân mắt Phật trên tay thì cuộc đời an yên tự tại làm sao? Về vân mắt Phật hay còn gọi cái tên khác như là vân Phật tâm, vân Khổng Tử, vân mắt Phượng hay là vân Phu Tử. Đây là đường vân nó nối giữa đốt ngón tay thứ nhất với đốt ngón tay thứ hai của ngón tay cái. Với đa phần người có vân mắt Phật ở trên ngón tay cái thì thường là người có đặc điểm về tính cách, đời sống nội tâm cũng như là vận mệnh như sau. Thứ nhất là người thông minh và lanh lợi. Bởi vì vân mắt Phật còn có một cái tên khác, đó là vân Khổng Tử. Ý chỉ người có đường vân đặc biệt này là người thông minh lanh lợi, học hành chăm chỉ giỏi giang, tiến độ sáng lạng. Thông thường người này xuất thân trong gia đình đều có điều kiện kinh tế tốt hoặc có thể lập đại nghiệp bằng con đường thi cử. Trong cuộc sống gặp nhiều may mắn, ít phải trải qua những sóng gió. Tuy nhiên thì nếu đường vân này bị đứt đoạn và nhiều đường vân ngang dọc khác nó chạy qua thì cho thấy chủ nhân không có ý chí kiên cường, lười động não, không có chí tiến thủ, rất dễ thất bại. Bên cạnh đó là người sức khỏe cũng không tốt, hay mắc nhiều bệnh tật. Thứ hai là người có cuộc sống hôn nhân và hạnh phúc. Về vân mắt Phật là một trong những biểu tượng cát tường. Đối với nữ giới có đặc điểm này thì thường
là người kết hôn rất ưu tú về mọi mặt hoặc là người có tiềm lực về kinh tế rất lớn. Nếu cả hai ngón tay cái ở bàn tay đều có vân này thì càng tốt, đây là người có danh lợi song toàn. Về thứ ba, về cuộc sống an nhiên và tự tại, với chủ nhân mà sở hữu bàn tay có vân mắt Phật thì là người khá mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng cũng không kém phần hài ước. Đi đến đâu thì bạn cũng truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh nên rất được mọi người chào đón. Bên cạnh đó thì với người này mà sở hữu một chi giác nhạy bén và trí nhớ tốt, giác quan thứ 6 nhanh nhạy, vì thế chẳng mấy khi mà thấy bạn bị vướng vào những rắc rối trong cuộc sống. Trái lại, cuộc sống lúc nào cũng an nhiên tự tại, như thể là được Đức Phật độ trì. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.